đầu để mình gửi xe. Car wash, nước của nó nè. Cái này để mình chà ở trong hay là chà ở ngoài xe cũng được, làm cho nó sạch nó bóng. Còn cái chai này để mình xịt lên cái xe mình sau khi mình rửa xong rồi, mình sẽ xịt lên tạo cái độ bóng cho cái xe của mình nó mới hơn. Kèm theo là cái khăn để mình lau cho nó sạch đó. Mấy cái này là loại thường thôi, khăn cũ rồi đó, mình lau. Nhưng mà cái mà thay vì mình dùng cái giấy để mình chà đó, thay vì mình dùng bàn chải hay là dùng cái miếng xốp để mình chà đó, thì mình sẽ dùng cái loại microfiber đó. Cái loại này nó mịn hơn, mình chà thì cái sơn xe của mình nó không có bị trầy, không bị xước đó. Dùng cái này với cái nước rửa hồi nãy đó, chúng giống như cái nước rửa hồi nãy, xong rồi dùng cái này để chà. Này là ở trong phòng giặt đồ, mình ở apartment nên mình không có cái chỗ rộng rãi để mình, không có cái driveway để mình rửa xe, phải đậu parking. Xong rồi vào đây có nước này, lấy nước này. Car wash, đổ nước vô xong rồi cho tí xíu ít của cái nước này vô như xà bông vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.